泼泼山河碎，遍地起狼烟，多少红颜泪，几多人间缘，看不尽满地梨花，望不穿苍茫硝烟，踏平东洋豺狼窝，还我中华艳阳天。青春正灿烂，爱情似火燃，山河是多宽，使命又在前，巾帼英雄胆，豪气冲云天，巾帼英雄胆，豪气冲云天。撷去女儿妆，拔出红颜剑，吞下仇和恨，与敌报家园。我在焦土上傲立，你在战火中垂怜，笑谈何言日高悬，太湖儿女多豪杰。19。Chuyện này tôi có hỏi Ngô Việt Nam, họ có nói tới Tri Bắc Cực nói hôm đó cậu ấy ở trong nhà của Thám Tử Hàn. Thám Tử Hàn nổ súng về phía cậu ấy nhưng không bắn trúng. Sau đó thì nghe hai tiếng súng bằng bằng, Thám Tử Hàn ngã xuống đất chết. Ý của Tri Bắc Cực nói là Thám Tử Hàn không phải do cậu ấy giết, cậu ấy cũng không biết hung thủ là ai. Chuyện Thám Tử Hàn bị giết nhất định phải điều tra rõ ràng. Thám Tử Lãm mà tôi mới thuê đã bắt đầu công việc rồi. Tôi cho anh ấy hai nhiệm vụ. Một cái là phải điều tra triệt để quan hệ của Trì Bắc Cực với người Nhật Bản, bao gồm cả người phụ nữ Nhật Bản kia rốt cuộc là gì. Còn nữa, chính là phải lôi được hung thủ đã giết hại Thám Tử Hàn ra. Anh Dương, anh là anh của cả tôi và Tiểu Ngư, anh cảm thấy tôi làm như vậy có gì không ổn chứ? Được. Nhưng mà trong lúc điều tra tuyệt đối không được gây ra phiền phức và tổn hại cho Trì Bắc Cực, dù gì cậu ấy với Tiểu Ngư còn có mối quan hệ này nữa mà. Chuyện này nhất định phải cẩn thận. Chuyện này anh yên tâm đi, tôi sẽ có chừng mực. Thiếu gia Dinh, Thám Tử Lã tới. Cậu ấy nói phải rời đi một khoảng thời gian. Rời đi một khoảng thời gian sau, anh ấy đi đâu? Để cậu ấy vào tự nói đi. Thôi được, nói anh ấy vào đi. Gặp thử Thám Tử Lãng mà tôi mới mời đi. Vui lòng sử dụng bộ mật mã thứ 6 để dịch nội dung xong. Tổ đặc nhiệm tối nay chính thức hành động. Hàng đổi sang đi đường bộ. Tôi đã gửi điện báo nói Giao Long âm thầm phối hợp, mong hồi âm, giao nhọn. Tướng quân, giao nhọn dùng bộ mật mã thứ 6 gửi điện báo tới. Lần hành động này, chúng ta đã chuẩn bị 10 bộ mật mã, bây giờ đã dùng tới bộ thứ 6 rồi. Chứng tỏ hành động đã hơn một nửa. Bây giờ đã tới thời điểm quan trọng. Mong rằng Thượng quan Tinh Lam có thể tiếp tục kiên trì, giống như một con dao nhọn thật sự, vĩnh viễn cắm trong trái tim của quân Cộng sản. Trả lời, chúc cô ấy mọi việc thuận lợi. Có cần gửi điện báo cho Giao Long căn dặn anh ấy phối hợp không? Không cần.
Thượng quan Tinh Lam vừa mới thông báo cho cậu ta phối hợp, chúng ta lại thông báo cho cậu ta. Hạ Giam chắc chắn sẽ cảm thấy kỳ lạ về thân phận của Thượng quan Tinh Lam, thậm chí là nghi ngờ. Hành động tiến triển tới thời điểm hiện tại có thể để cho đôi tình nhân này tự do tiếp xúc rồi. Chúng ta không cần quản lý nữa đâu. Đúng rồi, không nhỏ hả? Ông chủ, ông muốn ra ngoài sao? Hảo nào mấy ngày rồi không thấy ông chủ Vinh ở Vô Tích. Dọn nhà mà không chào tiếng nào. Chuyện này khác rất xa so với sự nhiệt tình hiếu khách lúc cậu ta mới tới. Đúng là rất kỳ lạ. Người chỉ mà tên thám tử nói có lẽ chính là Vinh Hương Quân. Vấn đề bây giờ là mục đích hắn ta thuê thám tử theo dõi giám sát mình là gì? Hôm đó Nam Nam từng nói có người nhìn thấy mình xuất hiện ở số 10 phố Đông. Bởi vì hôm đó ở số 10 phố Đông, người nhìn thấy mình chỉ có tên thám tử và tài xế của ông ta. Là tên thám tử đem những gì nhìn thấy nói với Vinh Hương Quân. Vinh Hương Quân nói lại cho Ngô Việt Nam. Còn Nam Nam lần đó tìm mình hoàn toàn là sau khi nghe được lời của Vinh Hương Quân, cho nên tới tìm mình xác thực tình hình. Nhưng lại nói cô ấy bản thân là đặc phái viên của Nguyên Hòa Bình. Không ngờ Nam Nam khi nói dối cũng ung dung như vậy. Nam Nam, em và Vinh Hương Quân rốt cuộc là có quan hệ gì? Quân cô, cô tìm tôi sao? Đúng vậy, ngồi đi. Liên Hoa đã tới, chúng ta mau họp thôi. Tối hôm nay đặc biệt thông báo với mọi người về tình hình tiến triển của thám tử nhà tắm Lưu Diên. Ở nhà tắm Lưu Diên, hai đặc công phòng cảnh sát đặc biệt bị bắn chết. Chuyện này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Đội trưởng Harada và tư lệnh Hoàng vì điều tra vụ án này truy bắt hung phạm mà dốc hết sức mình, nhưng tới bây giờ vẫn không có kết quả. Cô Unco, chúng tôi đã dốc hết toàn bộ sức lực. Tôi dám đảm bảo đây là việc làm của đảng Cộng sản. Trước khi bắt được hung phạm và không có người chứng kiến làm chứng thì tôi không cho rằng, cũng không chắc rằng đây là việc làm của đảng Cộng sản. Trưởng phòng Thanh Nhu, lẽ nào vẫn còn nhân vật nào ngoài đảng Cộng sản sao? Đúng vậy. Chuyện này đúng là không thể không khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có điều chân tướng sẽ sớm được làm rõ nhanh thôi. Mà người sẽ vạch trần chân tướng chính là cậu em của mọi người, Nakano. Ông chủ Vinh, hai chiếc xe còn lại đã an toàn đến được vị trí chỉ định. Tốt quá rồi, thế này đi, nói với mọi người nhất định phải im lặng, chú ý ẩn mình. Được, về chỗ đợi lệnh đi. Được. Trạm trưởng Dương, phía bên đó ngoài thôn hàng có dấu hai chiếc xe.
Tiểu Lưu, thông báo các thuyền chuẩn bị cập vào bờ. Rõ. Rồi, mọi người chú ý. Thuyền số 1, thuyền số 2, thuyền số 3 hướng thẳng phía trước cập vào bờ. Thuyền số 4 hướng về rừng cây bên ngoài thôn hàng cập vào bờ. Đã rõ. Cô Du. Đại ca. Tư lệnh Hoàng, giới thiệu một chút. Cô Du Tuệ, tiểu đoàn trưởng Trần của tiểu đoàn đặc vụ Hứa Thượng Quan. Tiểu đoàn trưởng Trần đã làm phiền anh rồi. Cô Du nói đi đâu vậy chứ? Cô Du và Du lão tiên sinh khám bệnh bốc thuốc cho bác họ của tôi. Nếu nói tới cảm ơn thì nên là hai anh em chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Đúng vậy. Chuyện này tôi và em họ của tôi đều nên cảm tạ ơn đức của cha con nhà họ Chu đối với nhà chúng tôi. Không sai. Hôm nay tôi tới đây là có chuyện nhờ các anh. Sao mà đổi thành các anh cảm ơn tôi vậy chứ? Cảm ơn lẫn nhau là việc nên làm thôi. Có qua có lại mà. Xem hai người em này của tôi từ bao giờ đã biết nịnh nọt người khác rồi. Tiểu đoàn trưởng Trần, dẫn chúng tôi đến cửa Hứa Thượng Quan xem thử đi. Dân, các vị mời vào trong. Mời. Cậu Nakano, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi đã la sĩ quan trực nhật một trận rồi. Tôi không có nói không cho cậu đi tuần tra huấn luyện bắn súng thực tế. Cậu là do tướng quân Mát Xui và cô Ứng Cô giới thiệu đến đội hiến binh công tác. Tôi có thể làm như vậy với cậu được sao? Cậu nghĩ xem có đúng không? Nếu như đội trưởng Harada hôm nay gọi tôi tới là vì để giải thích chuyện này thì không cần đâu. Cũng hoàn toàn là vì chuyện này. Hôm nay tôi trực ban, một mình rất là buồn chán. Vậy cho nên mới kêu cậu Nakano tới đây. Cũng không có rượu ngon món ngon gì. Chúng ta cùng nhau trò chuyện để tăng thêm tình hữu nghị. Đội trưởng Harada, thực ra chuyện đó tôi cũng đã quên rồi. Với lại, không cho tôi tuần tra, tôi còn đỡ lo lắng nữa. Sao tôi phải vậy chứ? Cậu Nakano, việc cậu đỡ lo lắng và chuyện tôi có hạn chế phạm vi tuần tra của cậu hay không là hai chuyện khác nhau. Ý của tôi ngày hôm đó là cậu Nakano một tháng cũng không cần tuần tra một lần. Không cần thiết phải trèo đèo lội suối xem huấn luyện, như vậy quá vất vả. Sĩ quan trực nhật đã hiểu sai ý của tôi, cho nên dẫn đến cô Unko rất không hài lòng về tôi. Tôi biết cô ấy rất xem trọng cậu, không thích người khác bàn tán chỉ trỏ cậu. Vậy sao? Đúng vậy. Có một lần cô Unko hỏi tôi cậu đang làm gì. Tôi vô tình nói một câu: cậu đang ở câu lạc bộ Bình Đan học đàn với sư tỷ của cậu. Unko nói câu nói của tôi có hàm ý khác. Cậu xem, đây hoàn toàn là hiểu lầm thôi. Vậy để khi về tôi sẽ nói chị Unko, để chị ấy xóa bỏ hiểu lầm với ông. Vậy thì tôi phải cảm ơn chú em Nakano quá rồi. Tôi biết cô Unko rất xem trọng cậu, đặc biệt là sau khi cậu tìm được manh mối về sát thủ ở nhà tắm Lưu Viên. Sự thật chứng minh cả đội hiến binh, cậu Nakano là giỏi giang nhất. Nào, tôi mời chú em một ly. Có chuyện gì? Lễ nghĩa của quân nhân đế quốc đâu? Lui ra ngoài, gõ cửa. Vào đi. Báo cáo đội trưởng Harada,
Tư lệnh Hoàng, bộ tư lệnh cảnh vệ đã chạy tới Hứa Tự Quan. Vì vậy cậu lại nói chuyện bao đồng. Hứa Tự Quan là khu vực phòng thủ của tư lệnh Hoàng. Ông ta muốn đi đâu thì đi, liên quan gì tới cậu? Không không không, tôi là nói theo kế hoạch thì tối nay cho tư lệnh Hoàng dẫn đội cảnh vệ và đội hiến binh và cả tiểu đội Thái Hồ cùng đi tuần tra đêm ở Thái Hồ. Nhưng mà ông ấy lại chạy tới Hứa Thự Quan. Vì vậy tư lệnh Hoàng đến Hứa Thự Quan là do tôi phê chuẩn tuần tra Thái Hồ, bây giờ do tiểu đội Sasaki phụ trách tạm thời. Là như vậy sao? Vậy thì tôi lập tức thông báo cho họ xuất phát. Cậu Nakano, cậu nhìn đi. Tôi muốn ngồi xuống yên tĩnh một chút để uống ly rượu, trò chuyện cũng không được rồi. Mời. Alo, nói đi. Là cô anh cô sao? Có việc gì vậy? Đội trưởng Hayada, Nakano có ở đó hay không? Cậu ấy đang ở chỗ tôi. Chúng tôi đang trò chuyện. Hôm nay tôi trực ban. Tôi biết cậu ấy ở chỗ ông họ. Gọi tới nhà cậu ấy cũng không ai nghe máy. Vậy thì vừa hay rồi. Ông kêu cả cậu ấy cùng tới chỗ tôi họp. Chúng ta nghiên cứu về chuyện truy bắt cảnh sát lạ trong binh. Xem ra hắn ta hình như đã rời khỏi vô tích rồi. Trong nhà lục soát hết cũng không tìm thấy được mấy tấm hình đó. Chắc chắn đã bị hắn ta đem đi hoặc giấu đi rồi. Tên Lã Đông Bính ngày nào còn chưa trừ khử thì ngày đó tôi còn bất an. Xin hai người hiểu cho. Phiền hai người tới đây một chút, có được hay không? Dân, tôi hiểu tâm trạng của cô Unko. Những tấm hình đó nếu như bị mất sẽ gây ra ảnh hưởng rất xấu. Tôi và Nakano lập tức tới ngay. Đúng rồi, ông vui lòng thông báo cho tư lệnh Hoàng kêu ông ta cũng tới đây. Tư lệnh Hoàng, ông ta làm sao? Ông ta đến Hứa Thượng Quan tuần tra rồi, e là nhất thời không về kịp. Tư lệnh Hoàng sao đột nhiên lại chuyên tâm như vậy, trễ như vậy mà còn tới Hứa Thượng Quan tuần tra? Vậy thì ông gọi điện cho Hứa Thượng Quan, bảo ông ta lập tức quay về. Sau khi ông và Nakano tới rồi, chúng ta vừa nghiên cứu vừa đợi ông ta. Để truy bắt một cảnh sát Trung Quốc như Lã Đông Bính vẫn cần phải dựa vào người Trung Quốc. Được, trưởng phòng Unko. Được, cứ như vậy đi. Sao vậy? Trưởng phòng Unko, cô xem đi. Hoàng Lang tối hôm qua tới Hứa Thượng Quan để làm gì? Tôi không rõ. Sao vậy? Công việc của ông ta tối hôm nay theo lý là tuần đêm ở Thái Hồ. Hoàng Lang dẫn đội cảnh bị tiểu đội Thái Hồ thuộc đội hiến binh đi tuần tra đêm ở Thái Hồ. Cô Unko, chúng tôi đã dốc hết toàn bộ sức lực. Tôi dám đảm bảo đây là việc làm của đảng Cộng sản. Trước khi bắt được hung phạm và không có người chứng kiến làm chứng thì tôi không cho rằng, cũng không chắc rằng đây là việc làm của đảng Cộng sản. Trưởng phòng Đan Dung, lẽ nào những con nhân vật nào ngoài đảng Cộng sản sao? Đúng vậy, chuyện này đúng là không thể không khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có điều chân tướng sẽ sớm được làm rõ nhanh thôi. Mà người dạch trần chân tướng này chính là cậu em của mọi người, Nakano. Những người ngồi ở đây chắc ngoài liên quan không rõ lắm, thì những người khác đều biết Nakano thông qua sự giới thiệu của đội trưởng Harada đã quen biết được cô giáo Tử Nguyệt của quán rượu trà Tử Nguyệt. Anh đi mấy người vậy? Nghe nói chỗ các anh có một câu lạc bộ Bình Đàn. Đúng vậy, ở trên lầu. Rất nhiều tài tử Bình Đàn ở Tô Châu đều tới chỗ chúng tôi uống trà giao lưu. Anh cũng thích Bình Đàn hay sao? Cũng được thôi. Hay là tôi lên lầu xem thử nha. Câu lạc bộ này chỉ mở cửa ban ngày thôi. Thông thường các tài tử đều tới chơi vào buổi chiều. Buổi tối không có ai hết. Thầy Dương dạo này có thường tới hay không?
Anh nói thầy Dương sao? Thầy Dương là tài tử số 1 ở đây của chúng tôi đó. Thường tới lắm, chiều hôm nay cũng có tới. Anh cũng biết thầy Dương sao? Không quen, không quen. Tôi là nghe bạn tôi kể, ông ấy đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Chỗ của các anh đúng là ngọa hổ tàng long đó. Quá khen, quá khen rồi. Nếu như anh thích thì chiều hôm nay tới đi. Ở đây uống trà nghe bình đàn thoải mái lắm. Được chứ, được chứ. Vậy thì hôm khác lại tới. Dân, thế này đi, tôi gọi vài món ăn vặt, gói đem về ăn. Dân dân, mình xem thực đơn. Cảm ơn, cảm ơn. Không cần khách sáo. Chú ý ẩn nấp. Ẩn nấp. Chú ý ẩn nấp. Không có lệnh của tôi thì không được nổ súng. Làm rõ tình hình rồi tính tiếp. Báo cáo. Có chuyện gì sao? Có. Là chuyện gì? Vào 15 phút trước, phía bờ đông truyền tới tiếng súng dồn dập. Tiếng súng sao? Bao xa? Khoảng chừng ngoài 5-6 cây số. Cậu Sasaki, lập tức dẫn đội đi điều tra rõ tình hình. Tôi sẽ quay về báo cáo với đội trưởng Hanada. Rõ, xuất phát. Dừng. Bên phải quay. Chạy bộ, chạy. Nhanh lên. Nhanh lên đi. Các người rốt cuộc là ai? Làm cái gì? Làm cái gì sao? Vị lão đại này, anh có bao giờ nghe nói tới thủ lĩnh cướp hồ uy danh đồn xa Cố Vị Nương hay chưa? Còn nói cướp, tôi đã chết ông bây giờ. Gọi quen rồi, đổi không được thuận miệng cho lắm. Các người nghe kỹ đây. Chúng tôi là đội tử vệ chống Nhật Thái Hồ nổi tiếng. Người này chính là lão đại của chúng tôi, đại thủ lĩnh Cố Nhị Nương. Thì ra cướp hồ là trông như vậy sao? Thế này thì không được. Mình phải đi nói với Dương Đức Tài.
Ông chủ Dinh, bây giờ vẫn chưa thể qua đó, tình hình không được ổn định. Chúng tôi ngưỡng mộ đã lâu. Người anh em này, anh là làm cái gì vậy? Tôi sao? Tôi tên là Tiểu Tý Đạn. Tôi đang là tham mưu trưởng của đội tự vệ Thái Hồ. Làm ăn không tệ ha. Tôi muốn biết, làm sao các anh biết thuyền của chúng tôi sẽ xuất hiện ở đây vậy? Có khả năng dự đoán. Tiểu Tý Đạn tôi là ai chứ? Trước khi trời tối, ở nơi vô cùng hoang vắng này, đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe tải. Ở đâu không phải rõ ràng nói cho tôi biết sao? Tối nay có thuyền chở hàng lên xe. Vậy cho nên tôi đã bố trí binh lực mai phục trước. Đúng như dự đoán, các anh đã tới đúng giờ. Chuyện này đã khiến tôi nở mặt trước mặt Cố Dị Hương biết bao nhiêu. Được rồi, được rồi, khoác lác vừa thôi. Xe tải không có ích gì cho chúng ta. Ông kêu bọn họ để thuyền lại, nhanh chóng lái xe đi đi. Lão đại, ông nghe đây. Chúng tôi cũng không có yêu cầu gì, cũng không muốn nói nhiều với các người làm gì. Cướp hồ mà, thì còn làm được gì chứ? Chỉ cần các người để toàn bộ thuyền ở lại, lái mấy chiếc xe tải kia đi được bao xa thì đi. Tiểu Tý Đản, anh nói chuyện giống như cái tên của anh vậy. Anh nghĩ chúng tôi sẽ làm theo những lời nhảm nhí của anh hay sao? Lời nhảm nhí thì cũng là lời thôi. Nếu như không làm theo lời nhảm nhí của tôi, thì anh có thể làm gì đây? Thôi được rồi, vậy thì tôi muốn cho anh mở mang tầm mắt, xem chúng tôi có thể làm được gì. Hoa Phong, chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong. Được, vậy thì cho tên tham mưu nhảm nhí kia xem thử tôi rốt cuộc có thể làm được gì. Tiểu Lưu, bắn. Tham mưu Đảng, có nhìn thấy chưa? Anh nói xem tôi có thể làm gì. Các anh bây giờ thì có thể làm gì đây? Các người rốt cuộc là bộ phận nào vậy? Là anh em cướp hồ sao? Thổ phỉ hay là sơn tặc vậy? Hay là ban hội từ trong thành tới? Các người chơi gì mà chấn động quá vậy? Anh mặc kệ chúng tôi là bộ phận nào. Tôi nói cho anh biết, vừa rồi dòng đầu tiên chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu như các anh còn không tránh ra, thì chúng tôi sẽ có dòng thứ hai, bắn đội thuyền của các anh. Dòng thứ ba thì sẽ bắn người của các anh đó. Suy nghĩ kỹ đi. Đám người này đến mà không có thiện ý. Nhìn điệu bộ này còn mạnh hơn đội tự vệ chúng ta nữa. Bà hai, bà không cần phải lo lắng đâu. Tôi nhìn ra rồi, bọn họ là không muốn làm lớn chuyện. Nếu không thì đã không có dòng một dòng hai. Số đạn đó đã nhắm thẳng vào đầu chúng ta rồi. Bọn họ là muốn nhanh chóng thoát khỏi chúng ta, nhân nhượng cho qua chuyện thôi. Đây là biểu hiện của việc chột dạ, mà sự chột dạ này đúng lúc chúng ta có thể lợi dụng. Lợi dụng thế nào đây? Dằng co. Dằng co thế nào? Đối đầu, giở trò vô lại. Có hiệu quả không đó? Có chứ, tất cả đều sẽ có. Theo như tôi quan sát, sự bố trí quả lực của họ và quy mô của vật tư trên thuyền chứng tỏ bọn họ đang có việc quan trọng, muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này. Vậy thì chúng ta cứ việc làm ngược lại thôi. Dùng trò vô lại, dằn co giữ chân họ, khiến cho họ không thể dễ dàng thoát thân được. Nếu như bọn họ dám làm mạnh tay, thì mấy chục khẩu súng sau lưng chúng ta cũng không phải là ăn chay. Kết quả chắc chắn sẽ hai bên cùng thiệt hại. Đây là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy đâu.
Trước mắt, bọn họ ở trong lửa, chúng ta ở trong nước. Bọn họ không thể chơi trò đợi quân địch mệt rồi tấn công. Tới cuối cùng chỉ đành đồng ý với điều kiện của chúng ta. Vậy thì cũng không thể đồng ý với tất cả điều kiện của chúng ta. Ép tới đường cùng, thỏ còn quay ra cắn người. Đương nhiên rồi, giới hạn của chúng ta là để lại cho họ dịch tư trên một chiếc thuyền. Trên cơ sở này, càng nhiều càng tốt. Được. Đúng là gặp ma rồi. Sợ cái gì thì cái đó tới. Lần này đúng là khiến chúng ta đụng phải cố dị nương rồi. Đây là ông trời có mắt. Nếu như ông đã có phương án đối phó với bọn cướp hồ trước, thì ông trời biến ước mơ của ông thành sự thật, biến phương án của ông thành hiện thực. May mà có súng máy khai quả dòng 1, chúng ta đã chiếm thế thượng phong. Rồng khó thắng được trắng địa phương. Thế thượng phong này e là chúng ta không chiếm được quá lâu đâu. Bọn họ rất thông minh, chơi trò kéo dài thời gian với chúng ta. Còn chúng ta thì không thể dây dưa với họ được. Chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng thoát thân, để phòng họ tiếp tục giằng co với chúng ta. Tôi đoán là Du Tuệ ở bên đó đã đợi chúng ta tới sốt ruột rồi. Rõ. Hatada nói thế nào? Còn nói thế nào được? Tôi phải lập tức quay trở về. Cô Du, tấm giấy thông hành đặc biệt này cô hãy cất cho kỹ. Vốn dĩ nếu như tôi ở đây thì có tấm giấy phép này hay không cũng không sao. Bây giờ thì không được rồi. Tôi không thể ở đây với cô. Có điều vấn đề không lớn. Có tiểu đoàn trưởng Trần ở đây. Lúc qua ải theo quy trình, cô giao tấm giấy phép này cho tiểu đoàn trưởng Trần là được. Cô có hiểu không? Chuyện này, Tư lệnh Hoàng, ông buộc phải đi sao? Bắt buộc phải đi. Quan lệnh như núi mà. Vừa rồi là Harada lại gọi hối thúc tôi. Nếu như không quay về sẽ có phiền phức. Tiểu đoàn trưởng Trần, còn nữa, tôi để lại phụ tá Trần ở đây cho cô. Chuyện tôi hứa với cô nhất định sẽ hoàn thành cho cô. Cứ yên tâm đi. Nếu như đêm nay, thậm chí là trước khi trời sáng, ba xe tải có thể qua ải theo kế hoạch, thì vấn đề không có gì lớn. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, có đúng không? Phải, đêm dài lắm mộng. Hứa thượng quan thường xuyên có đội tuần tra của giặc đi ngang. Vì vậy cô Du, mục tiêu đội xe quá lớn, tôi sợ là lỡ như gặp phải bất trắc thì... Tôi hiểu. Tôi bây giờ là sốt ruột không biết làm thế nào mới tốt. Lòng nóng như lửa đốt rồi đúng không? Thế này đi, bắt đầu từ bây giờ tới trước khi trời sáng ngày mai, nếu như đội xe không thể thuận lợi qua ải, thì cô Du, cô phải dẫn họ tìm một nơi vắng vẻ để trốn đi. Nhất định phải nhớ cho kỹ, ban ngày không được mạo hiểm hành động. Vậy xung quanh đây có nơi nào vắng vẻ, mong Tư lệnh Hoàng chỉ cho. Tiểu đoàn trưởng Trần, cậu nói với cô Du đi. Có nơi vắng vẻ, cách ải chưa đầy 3 cây số về phía tây, có một khu rừng lớn. Sau khi cô đón được đội xe ở địa điểm đã hẹn thì đưa họ tới đó là được. Đã hiểu chưa cô Du? Được. Xin lỗi. Thứ lỗi vắng mặt. Trong ấn tượng của tôi, Tư lệnh Hoàng rất ít khi tới Hứa Thượng Quan, đặc biệt là vào ban đêm. Không có ghi chép về việc này. Thứ nhất, Hứa Thượng Quan rất xa trong thành. Thứ hai, tiểu đoàn đặc vụ canh giữ Hứa Thượng Quan là đệ tử ruột của Tư lệnh Hoàng. Tiểu đoàn trưởng Trần của tiểu đoàn đặc vụ và phụ tá của Tư lệnh Hoàng là anh em họ nội. Vì vậy Tư lệnh Hoàng luôn yên tâm về Hứa Thượng Quan. Chuyện này là chính miệng ông ta nói với tôi. Ông ta đã nói tới mức độ như vậy rồi thì tôi cũng không tiện nói gì thêm nữa. Dù gì chúng ta cũng còn rất nhiều chuyện phải dựa vào người Trung Quốc. Có những chuyện không thể quá khắt khe với họ, không tốt cho lắm. Vậy cậu nói xem, tại sao ông ta đột nhiên tới thăm Hứa Thượng Quan, hơn nữa là còn vào ban đêm? Điều càng kỳ lạ hơn nữa là ông ta tối nay rõ ràng theo lý dẫn đội tuần tra Thái Hồ, mà bây giờ lại tự ý thay đổi kế hoạch công việc. Vậy thì chỉ đành đợi đội trưởng Harada và Tư lệnh Hoàng tới rồi hỏi thử lý do. Thật
Đúng là sư tử há miệng rộng mà. Nói chúng ta để lại một chiếc thuyền. Ông đi nằm mơ đi. Thực sự không được thì chúng ta đánh với bọn họ. Dù gì chúng ta cũng có 4 chiếc thuyền đạn dược. Sợ gì chứ? Đừng thần kinh nữa có được không? Số đạn này là dùng để đối phó cướp hồ sau. Vậy thì giữ núi vàng bỏ người chết đói sau. Được rồi. Đàm Đàm nói rất đúng. Số đạn dược này tiền tuyến chống giật cần cấp. Chúng ta tuyệt đối không được tự ý sử dụng. Cũng chính là bởi vì số đạn dược này mà chúng ta không thể đối đầu với bọn họ được đâu. Càng không dám đối đầu sau. Tại sao vậy? Trong tay số cướp hồ này vẫn là có quả lực nhất định. Nếu như đánh thật thì đạn chế lựu đạn không có mắt đâu. Lỡ như thuyền của chúng ta bị bắn thủng nổ thủng, các cô có suy nghĩ đến hay không? Đó sẽ là hậu quả như thế nào? Đổ dây chuyền không thể tưởng tượng được đâu. Đây chính là điểm yếu của chúng ta. Vậy thì phải làm sao đây? Tên tiểu phí đảng này đúng là một tên vô lại. Ông xem đi. Ông nhìn đi nhìn đi. Bọn họ còn uống rượu nữa kìa. Nào các anh em, uống rượu thôi. Bà hai, các anh em, chúng ta uống rượu thôi. Người ta không đồng ý yêu cầu hợp lý của chúng ta, cũng hết cách rồi. Đùng 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 đùng, mấy cây súng máy. Thực lực của chúng ta không mạnh bằng người ta thì phải bị ức hiếp. Nhưng mà có điều, chúng ta có nhiều thời gian. Muốn làm sự nghiệp lớn mà thì phải có lòng nhẫn nại. Có đúng hay không? Nào uống rượu thôi. Tôi chúc bà hai sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt nha. Tôi nói cái tên tiểu tí đảng quỷ quái thật, cứ như là hiểu rõ được suy nghĩ của chúng ta vậy. Đang chơi chiến thuật trì hoãn với chúng ta. Đúng là một tên vô lại. Thượng quan, có kịch không? Cái gì mà có kịch chứ? Đừng có hỏi nữa. Có kịch thì xem kịch. Không có kịch thì chúng ta chỉ đành tự hát kịch thôi. Chỉ đành tự hát kịch thôi. Phía Hứa Thượng Quan thời gian không đợi người. Ở đây thì không thể liều lĩnh, vì vậy chúng ta chỉ có thể tự hát kịch thôi. Vậy thì đồng ý với yêu cầu của cướp hộ, để lại cho bọn họ một chiếc thuyền. Đây là hát dở kịch gì vậy? Chúng ta như thế này đi. Tới đây. Tiểu tí đảng, ông cũng có bản lĩnh thật đó. Chiêu này đúng là trị được bọn họ rồi. Bà hai, trong lúc làm việc xin cô gọi tôi là tham mưu trưởng. Đồ bỏ đi, còn làm việc nữa chứ. Lúc nào thì trong mắt tôi ông cũng là tiểu tí đảng. Có điều ông có chút bản lĩnh thật đó. Ông bày ra dáng vẻ dở trò vô lại cả đời này, đến cả tôi cũng không chịu nổi ông. Ông ngẩng đầu lên xem coi, bên đó có phải là đang bàn bạc đối sách hay không? Cứ để cho bọn họ bàn bạc đi. Tôi bây giờ chỉ ăn thịt uống rượu thôi. Đây gọi là chú ý vào chuyện trước mắt. Đây chính là cách để giành chiến thắng của tôi, cũng là tác phong xưa nay của tôi. Đồ chết tiệt, tôi đá chết ông. Được rồi, nghỉ một chút đi. Đi, thay tôi mời tham mưu trưởng của các cô một ly. Được thôi.
tham mưu trưởng. Lúc ông làm việc khiến chúng tôi lúc nào cũng không chịu được. Nào, mau uống rượu đi. Tôi bây giờ chịu không nổi các cô đó. Người khác gọi tôi là tham mưu trưởng, còn cô thì không cần phải gọi đâu. Cô xem đi, ánh trăng đẹp như vậy, mặt hồ phẳng lặng như vậy, cô phải gọi tôi một tiếng anh, như vậy mới có ý thơ chứ, đúng không? Được rồi, mau uống rượu đi. Được lắm, tắt đèn pha, bật đủ mã lực, tiến về phía trước. Dừng. Được, được rồi. Người anh em tiểu tí đạn, tôi nói anh đừng có uống nữa. Nếu như anh uống say rồi, lát nữa làm sao đem chiếc thuyền kia về đây? Thuyền nào chứ? Chứa hàng gì? Xem ra anh vẫn chưa say sâu. Tôi nói cho anh biết, chính là chiếc thuyền phía sau. Trên thuyền chứa một số loại thuốc bắc và còn một số súng và đạn dược nữa. Ngoài ra, tôi sẽ để lại mấy khẩu súng máy kêu oa oa lúc nãy cho anh. Thế nào hả? Bà hai, thế nào? Bị tôi khuất phục rồi đúng không? Mau kêu họ tới đây đàm phán đi. Nếu như ông ta dám tới đây thì xem như ông ta có gan. Nếu như không dám xuống thuyền thì nhất định có gì mờ ám. Bà hai rất cao minh. Ông đi đi. Tình hình là như thế này. Bà hai nói rồi. Được. Nhưng mà phải để tôi kiểm tra hàng trước rồi mới cho đi. Được thôi. Anh muốn kiểm hàng thì được thôi. Các anh cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.剩下的只有各自的世界。